cho hai bạn có thể gặp nhau trực tiếp để trò chuyện với nhau. Rồi. Rồi ở ngoài ngồi nhắc tuồng cái Tần Hóa. Tần Hóa cho bạn nhắc tuồng kìa. Đưa qua đây, đưa qua đây, đưa qua đây, đưa qua đây. Rồi. Rồi ngồi xuống đi hai bạn. Này quà gì vậy em? Em có mua một cái bóp chị. Thì thằng thường năm cũng không biết tặng gì em mua bóp. Để lúc nào cũng đi cũng mang bên cạnh. Với lại cũng để cất tiền nữa ha. Dạ. Rồi cũng quá rất là hợp lý. Cảm xúc đầu tiên khi cánh cửa trái tim này mở ra của em là như thế nào? Thì thấy bạn gái cũng đẹp gái, hiền lành và dễ thương. Còn em, cảm xúc đầu tiên mình như thế nào? Em thấy cũng được. Thấy cũng được. Mời các bạn sẽ cùng ăn một bữa trưa tại nhà hàng Chả Cá Đế Vương. Bây giờ thì Tường mời hai bạn thưởng thức một buổi ăn trưa rất là ngon miệng tại nhà hàng Chả Cá Đế Vương ha. Đây là món lẩu mình cá lăng. La lăng mình múc cho bạn gái ha. Rồi hai đứa vừa ăn vừa tâm sự. Ít phút sau chị Tường sẽ quay lại. Chúc hai bạn buổi trưa ngon miệng. Cảm ơn chị. Em có hay về quê không? Dạ có chứ. 2-3 tháng em về lần. Nhà em có mấy anh chị em? Dạ nhà em anh chị em đông lắm. Phải 8 người. À 8 người. Em thứ mấy trong gia đình? Dạ em kế Út. Em dùng lẩu. Dạ được. Anh cứ ăn tự nhiên đi. Anh ở đây 10 năm mà không có quen được ai mà lấy làm vợ à? Thì một lần cũng chán nản em. Hay nữa là trong chỗ anh làm thì lại là anh làm cái kho toàn là con trai mà. Tại vì cái chỗ này công việc nặng nhọc giữa con trai không? Không đi chơi ở ngoài. Đi chơi ngoài cũng có nhưng mà anh cũng tại vì một lần anh cũng cảm thấy ngại thì không dám, cho nên anh nhờ chương trình hẹn hò. Anh 33 tuổi là sinh năm 87 hả? Ờ 87. Mấy em dùng lộn. Dạ được. Thì từng lấy vợ mà chưa có con. À chưa. Hồi đó anh. Xin chào hai bạn. Bây giờ mình sẽ giới thiệu về những thông tin cá nhân của mình nha. Bạn trai giới thiệu trước. Em xin chào chị Cát Tường. Chào bạn gái đang ngồi chơi bên cạnh. Em tên đầy đủ là Lê Công Văn. Em đến từ Thanh Chương, Nghệ An. Hiện tại thì em đang sinh sống và làm việc tại Bình Tân, Thành phố Hồ Chí Minh. Đang làm công việc gì? Dạ em làm nhân viên sản xuất tại công ty Paugen, Bình Tân, Thành phố Hồ Chí Minh. Em sản xuất đế giày. À, đang sống với ai cơ? Dạ em đang sống một mình. Em định là sẽ lập nghiệp ở trong này luôn hay là sau này sẽ về quê? Tương lai dài nhưng về quê hiện tại thì chưa. Dạ chưa biết ha. Vậy là thứ bảy chủ nhật mình có nghỉ không? Chị cũng nghỉ chủ nhật thôi chưa? Nghỉ chủ nhật, còn bình thường là sai ca. Có cả dạ. Ngày và cả đêm. Dạ dạ. Rồi chào em gái, giờ mình giới thiệu đi em. Chào chị Cát Tường, chào bạn Nam bên kia và mà mọi người đang xem chương trình mà em nhỏ. Dạ em Trần Thủy Chi, em quê quán em ở Bình Thuận, người anh hiện đang sống và làm việc tại thành phố Vũng Tàu. Ở Vũng Tàu. Mình đang làm công việc gì ở Vũng Tàu? Dạ em làm tóc chị. Làm tóc. Rồi hôm nay lên đây ghi hình là tiệm tóc ai coi? Dạ đóng cửa. Đóng cửa, mình có thợ phụ không? Dạ không, tại em mới sang tiệm được 10 ngày này. À mà về Vũng Tàu sống lâu chưa? Dạ được 5 năm chị. Rồi, ví dụ mai mốt giờ lên Sài Gòn lập nghiệp được không? Thế thì có điều kiện rồi. Dạ nó có điều kiện thì sẽ đi. Đúng rồi, ở đâu cũng được, có nghĩa là mình ở đâu mà kiếm được tiền thì mình đi đúng không? Dạ. Rồi em có hay ra Vũng Tàu chơi không? Dạ ý không chị. Rồi biết Vũng Tàu không? Có biết nhưng em có đi một lần du lịch ở đó. Nếu mà đi tốc hành là giờ có 2 tiếng, 2 tiếng rưỡi thì tới à. Dạ. Lâu lâu đi cuối tuần đi tắm biển chơi, được không? Thường thường thì em chỉ hay đi ngày lễ thôi chị. Cái ngày chủ nhật thì cũng ít đi lắm, có thời gian. Rồi. Còn giờ điểm mạnh điểm yếu của em là cái gì nè? Điểm mạnh của em thì biết nấu ăn, biết hát nhạc sống, hát karaoke, hát tóc nam và có biết hát tóc nam nữa. Dạ, và biết các cái mạch điện sinh hoạt trong nhà thì nấu ăn. Rồi bây giờ để tỷ như là có bạn gái rồi là lấy vợ rồi sinh con đẻ cái thì có đủ nuôi vợ con không? Dạ cái đó thì cũng chưa nói trước được gì hết. Có tích lũy được đồng nào chưa? Dạ có. Rồi có cái tật xấu gì không? Tật xấu thì em ngủ nướng. Và khi em cài cái thức chuông reo rồi mà em có tắt em ngủ thêm. Rồi. Thế còn em, điểm mạnh điểm yếu của mình là gì cơ? Của em thì em không biết nấu ăn, biết ca hát. Rồi em yếu thì em có sống hơi nội tâm một tí, em ít mở lòng lắm. Có chuyện vui buồn thì em cũng tự em giấu thôi, em không có kể để người khác nghe, không chia sẻ được chị. Tình trường sao cơ? Tình trường thì em có 2 mối tình. Mối tình đầu thì ông xã của em. Ông xã của em bắt được 11 năm rồi chị. Lúc đó là lấy nhau được bao lâu em? Dạ lấy nhau được gần 2 năm. Gần 2 năm. Mình có cháu nào chưa? Dạ có, em có một bé gái 12 tuổi.
do sao chồng mất vậy cưng? Dạ bị đột quỵ. Rồi chồng bao nhiêu lúc đó là ổng bao nhiêu tuổi? Dạ lúc đó ông xã em được 27 tuổi. Ủa, lúc đó trước đó có triệu chứng gì không em? Cũng có, chứ bình thường thì hay là đau đầu với lại chóng mặt này kia thôi. Cha tôi hay đau đầu chóng mặt lắm trời. Cái gì 27 tuổi mà đột quỵ ghê vậy em? Rồi lúc chồng mất là con được bao lớn? Dạ bé em là 6 tháng chị. Rồi, lúc đó chắc là rất là khó khăn đối với em đúng không? Dạ. Mất bao nhiêu lâu sau thì em mới ổn định lại cuộc sống để lo cho con? Nói chung mất xong việc cũng có nội ngoại cũng lo cho em. Cũng nói chung cũng đi làm nuôi con thôi. Giờ 6 năm mấy em mới có quen lại mối tình thứ hai. Mối tình thứ hai được bao lâu? Dạ quen được 2 năm. 2 năm là chia tay. Sao lý do sao chia tay? Lúc đó em biết người đó có gia đình chị. Anh đi làm nghề biển, chị anh đi biển nhiều. Mình cứ tưởng đâu là anh đi công việc. Dạ. Rồi lúc em phát hiện ra thì anh có nói gì không? Dạ không, cũng xin lỗi thôi. Mối quan hệ 2 năm mình mới phát hiện hả em? Lý do sao em phát hiện được? Vợ em biết trước chị. Vợ em biết. Vợ anh biết. Dạ. Vợ anh có tìm em không? Dạ không tìm mà có gọi điện nói chuyện. Có còn qua lại nhắn nghe gì nữa dạ, không? Dạ không, phản biện cũng có rủ uống cà phê thôi. Người nói không được thì tìm thì cũng được bạn. Tình trường của mình sao? Nghe hoàn cảnh của bạn này trước tiên là cảm xúc của em như thế nào? Hai mối tình bình thường. Bình thường là sao trai? Cái chuyện người ta hai cái câu chuyện nó đau xót vậy mà ông là bình thường. Không biết nói sao chứ. Rồi vậy câu chuyện tình của mình như thế nào? Mình trải qua mấy mối tình? Dạ em trải qua một mối tình. Hồi nào? Dạ hồi đó thì thời đang đi học sinh rồi có cấp 3. Quen được bao lâu? Dạ quen hồi đó quen được một năm là xong là cưới. Có cưới luôn rồi? Dạ cưới nhưng mà hồi đó lại là em cưới nhưng mà mình tổ chức cưới hỏi đàng hoàng nhưng chưa đăng ký kết hôn thì. Rồi có cháu nào chưa? Dạ chưa. Rồi ở với nhau được bao lâu? Dạ hồi đó ở được khoảng 1 năm chưa. Rồi lý do sao chia tay? Cũng đã cưới nhau rồi mà sao chia tay? Dạ hồi đó thì nhất là cũng tuổi đã còn trẻ chưa có khôn. Thứ hai nữa vợ em thì cái tính nó hung dữ quá nên. Tới nay là bao nhiêu năm rồi? Chục năm chưa. Chục năm nay không có mối tình nào khác nữa hả? Dạ không. Tại vì một lần em cũng chán nản, em không có ai muốn quen ai hết. Một lần em cảm thấy chán. Rồi lý do gì mà hôm nay có động lực gì mà đăng ký tham gia chương trình? Tại vì em vì một lần nên em nhờ chương trình tìm dùng những người để phù hợp với. Như giờ cái tâm trạng của em, cái tâm lý của em là đã hết chán chưa? Chứ nếu em vẫn chán, em chưa khao khát, em chưa muốn thì ai làm ai cho em cũng không được hết trơn á. Giờ thì hết rồi chơi, hết chán rồi chơi. Giờ bố mẹ cũng dục lấy vợ nên là em cũng muốn tìm vợ để cho bố mẹ mừng. Tìm vợ cho bố mẹ mừng chứ không phải tìm vợ cho em hả? Tìm vợ cho em để về bố mẹ mừng. Giờ em muốn tìm một người vợ như thế nào? Tìm một người vợ thì thiên lành, dịu dàng, yêu cầu đẹp, nhưng mà ngoại hình dễ nhìn chút xíu được rồi. Có cái điều gì em không thích ở người bạn gái, người phụ nữ không? Hung dữ, nói chuyện có đầu có đuôi, thụy mị là. Có hình không cho chị coi hình của em coi. Em muốn tìm một mẫu người bạn trai như thế nào? Biết làm ăn chị, cao 1m70 là được. Ngoại hình chị ơi nhìn thôi, không cần đẹp trai. Mà đừng có gia trưởng nha chị. Không có gia trưởng. Em có gia trưởng không? Dạ không. Ba mẹ mình ở nhà có khó không? Không. Rồi ví dụ người đó có con riêng rồi như trường hợp bạn này thì sao? Em có sẵn lòng không? Hỏi thiệt. Dạ không. Lý do? Em thì thích người cũng một lần lỡ duyên rồi nhưng mà thích chưa có con. Em ngại chuyện gì? Dạ không ngại gì. Em không ngại. Em có ngại hay là không ngại? Em không có ngại, không ngại về vấn đề có con bạn gái mà có con riêng rồi, em không ngại gì. Rồi đây coi thử đi, hai người nhìn nhau đó, nhìn nhau tìm kiếm nhau thử coi, đoán thử coi ảnh là ai. Chắc anh này. Chắc anh này. Rồi bên này đoán coi cô ấy là ai. Áo đỏ chứ. Áo đỏ ha. Rồi bây giờ nhìn về cửa trái tim nha, chị Tường sẽ mở cửa trái tim ra nha cho hai bạn có thể gặp nhau trực tiếp để trò chuyện với nhau. Nhắc tuồng cái tầng hóa cho bạn nhắc tuồng kìa. Đưa qua đây đó. Rồi ngồi xuống đi hai bạn. Này quà gì vậy em? Em có mua một cái bóp chị, thì thằng thường năm cũng không biết tặng gì, em mua bóp để lúc nào cũng đi cũng mang bên cạnh. Với lại cũng để cất tiền nữa ha. Dạ. Rồi cũng quá rất là hợp lý.
cảm xúc đầu tiên khi cánh cửa trái tim này mở ra của em là như thế nào? Em thấy bạn gái cũng đẹp gái, hiền lành và dễ thương. Còn em, cảm xúc đầu tiên mình như thế nào? Em thấy cũng được. Hay cũng được. Mời các bạn sẽ cùng ăn một bữa trưa tại nhà hàng Chả Cá Đế Vương. Bây giờ thì Tường mời hai bạn thưởng thức một bữa ăn trưa rất là ngon miệng tại nhà hàng Chả Cá Đế Vương ha. Đây là món lẩu mình cá lăng. La lăng mình múc cho bạn gái ha. Hai đứa vừa ăn vừa tâm sự. Ít phút sau chị Tường sẽ quay lại. Chúc hai bạn buổi trưa ngon miệng. Cảm ơn chị. Em có hay về quê không? Dạ có chứ. 2-3 tháng em về một lần. Nhà em có mấy anh chị em? Dạ nhà em anh chị em đông lắm. Phải 8 người. À 8 người. Em thương mấy trong gia đình? Dạ em kế Úc. Em dùng lẩu. Dạ được. Anh cứ ăn tự nhiên đi. Anh ở đây 10 năm mà không có quen được ai mà lấy làm vợ à? Thì em một lần cũng chán nản em hay nữa là trong chỗ anh làm thì lại là anh làm cái kho toàn là con trai mà. Tại vì cái chỗ này công việc nặng nhọc giữa con trai không? Không đi chơi ở ngoài. Đi chơi ngoài cũng có nhưng mà anh cũng tại vì một lần anh cũng cảm thấy ngại thì cũng giống cho nên anh nhờ chương trình hẹn hò. Anh 33 tuổi là sinh năm 87 hả? Ờ 87. Mấy em dùng lộn. Dạ được. Thì từng lấy vợ mà chưa có con. À chưa. Hồi đó anh ở với vợ chồng anh ở với nhau thì một năm là chia tay rồi chưa có con. Ở với nhau một năm không có con. Tại vì hồi đó anh cũng chưa xác định tính rằng chưa có con nhưng là từ từ. Còn trẻ quá chưa muốn sinh. Đúng rồi. Hôm nay em đến đây đi với ai? Dạ em đi với cháu. À. Hồi nãy em nói là em làm tiệm tóc rồi. Thôi cũng tào lắm. Em mở tiệm lâu chưa? Dạ không, em lúc trước em làm cho người ta, bây giờ em mới sang tiệm lại. À. Dạ. Nhìn anh có vẻ hiền. Anh thì hiền em ạ. Hồi nãy anh nói là anh không muốn quen người có con phải không? Vậy chắc nghĩ em thì không hợp rồi. Con gái em lớn rồi. Em thì xác định em đã lấy chồng phải em mang con theo. Mà anh nói vậy chắc em chắc không hợp. Dạ, tại anh nói là xác định anh không muốn có quen người có con. Ngại sống con vợ hay sao mà là không chịu? Sao em? Ý là anh ngại cái sống với kiểu là con anh con em hay sao mà anh không chịu là quen người phụ nữ có con? Không phải em ạ. Em không ngại vấn đề đó. Tại vì cái quan điểm của anh là có con chung của anh thì anh thương con nhiều hơn. Nên hạnh phúc mới được bền vững hơn. Mẹ là không, con riêng là không được. Người ta nói là thương mẹ, thương lẫn con chứ. Vì thương con chung mà con riêng không thương hả? Thương thì thương nhưng mà con chung. Ăn chưa? Ăn chưa? Ăn ngon không? Ngon chị ơi. Trời ơi, ngon chị đó. Thật nghe cái mùi măng chua tôi thiệt, tôi thèm. Tôi nó bụng muốn chết luôn, tôi không được ăn á. Mà hai người không chịu ăn. Dạ, yeah. Ăn rồi em ngon mà chị. Dạ, ngon. Rồi, bây giờ chúng ta cũng ăn uống trò chuyện với nhau để mình hiểu được cái suy nghĩ, cái quan điểm của nhau rồi. Như hôm nay tụi em đi có người thân đi theo không? Dạ, có mấy bạn cùng quê đi chung. Mấy bạn cùng quê luôn? Dạ. Ở em có đi với ai không? Dạ, em có, em đi với hai đứa cháu. Hai đứa cháu, rồi mời người thân của hai bên vào rồi nói chuyện cho vui nè. Đây là hai anh là gì của bên nhà trai? Xin chào chị Cát Tường, xin chào cả nhà đang xem tiếng. Em là bạn về bạn đấy, làm ở cùng quê mà làm cả công ty. Cùng quê. Rồi hồi nãy giờ nghe hai bên nói chuyện với nhau, nay cái câu chuyện nãy giờ thì cái suy nghĩ của em như thế nào? Thì em đánh giá bạn đấy thì nhút nhát quá, nói không có rành mạch gì hết. Vậy thì mình nói gì khích lệ bạn mình đi. Bạn là cố gắng lên, nói mày gian. Rồi bạn này có ý kiến gì đóng góp cho bạn không? Cũng muốn là tiến xa hơn. Bây giờ ý của bạn em hồi nãy chị ngồi ở ngoài chị nghe đó, là bạn em là không có muốn là lấy vợ mà vợ có con riêng, thì suy nghĩ của hai em như thế nào? Cái đó thì nếu mà tình yêu chân thành sâu sắc thì có thể bao dung hết. Em có vợ chưa? Dạ em có vợ rồi. Em có vợ chưa? Dạ, có rồi. Có rồi luôn. Thì theo kinh nghiệm em, cái suy nghĩ của em như thế nào, chia sẻ với bạn mình. Không, chả có vấn đề nào nó quá đâu. Tại vì trên cái đời này thiếu gì cặp, thiếu gì đều mà có con chung, con riêng đó đâu. Mình rằng là về với nhau thì hạnh phúc là được rồi. Rồi, đó là suy nghĩ của hai bạn. Cảm ơn hai em nha.
À, còn con, năm nay nhiêu tuổi? Dạ con năm nay là 19, con sinh viên năm 2 trường giao thông vận tải. Rồi là con cháu là cháu ruột hả? Dạ cháu ruột. À, nãy giờ nghe câu chuyện của cô với cô Tường với chú bên này nói chuyện thì con cảm thấy sao? Dạ thì con thấy là quan niệm của mỗi người là một khác nhau. Thì bên anh thì không chấp nhận bên cô là có con trước. Tùy theo suy nghĩ của mỗi người thôi. Thì con đứng đây con nói cũng không được gì hết. Đúng. Đã quan điểm của ai thì người đó đã có quan điểm rồi. Còn nếu hai người tiến được với nhau hay không thì do sự của hai người. Giả tỷ như sau này rồi con trưởng thành hơn nữa, rồi con lấy vợ, con có người yêu mà bạn gái con cũng có con riêng trước đó thì con... Dạ thấy bình thường, tại vì là thời đại hiện nay rồi, không quan trọng trước có con trước hay con sau gì hết. Quá khứ của họ mà mình đâu có trách nhiệm, mình đâu có thể nào mà trách họ được. Ai cũng có một lầm lỗi thôi. Nếu là con thì con cũng chấp nhận. Cái đó đâu phải gọi là lầm lỗi con. Dạ. Cái đó gọi là số phận. Số phận. Chứ số phận cô của con đâu có làm gì đâu lầm lỗi. Dạ. Đúng không con? Dạ vâng. Cái đó là số phận. Biết bao nhiêu người giống như là nếu mà như là mấy đứa trẻ mồ côi đi, họ vì những con nuôi chẳng lẽ họ không thương họ, chẳng lẽ họ không thương tụi nó hay sao? Thì cũng nghĩ là theo ý kiến quan điểm con vậy. Rồi, đó là suy nghĩ. Đây là suy nghĩ của những người đã lập gia đình. Đây là suy nghĩ của những người trẻ cho một cái thế hệ mới. Còn riêng chị Tường cũng nghĩ như vậy. Chị Tường thì Tường này đó ý kiến riêng của mình thôi. Có nghĩa rằng mọi thứ nó đều là nhân duyên hết. Chúng ta có những cái ước muốn, có những cái quan điểm của mình thì mình trân trọng mỗi người một quan điểm khác nhau. Tuy nhiên cuộc sống nó là những thứ gì nó rất là lạ và tình yêu nó cũng rất là diệu kỳ. Nó có những cái nhiều khi là có hai vợ chồng lấy nhau không sanh được con cũng phải chạy vậy điều trị khắp mọi nơi, rồi cuối cùng người ta cũng chọn phương án là tìm con nuôi, nhưng mà người ta vẫn yêu thương và nuôi dưỡng con người ta đến nơi đến chốn. Đó là cũng một trường hợp. Hoặc có những người nhiều khi vì hoàn cảnh thì đó mình cũng không sinh con được, nhưng mình nuôi con của người yêu mình cũng như là con ruột của mình, nó cũng tùy. Rồi cũng thiếu gì, thậm chí là con anh con em nữa chứ không phải rồi con chúng ta nữa, hay đùa đùa con anh con em đánh con chúng ta, nói cho vui thôi. Chứ tự nghĩ rằng đó là quan trọng là tư duy suy nghĩ, nhưng mà cái tình hình chung là rõ ràng không có một cái gì là nó được hay là không được, không có một cái gì là đúng hay sai, mà tất cả mọi thứ đều nó một cái giá trị tương đối, không bao giờ là tuyệt đối. Ví dụ hôm nay con nhỏ con lại thấy vậy, nhưng mà 10 năm nữa con lại thấy khác nữa. Rồi bây giờ ví dụ như là chú đây, bây giờ chú thấy vậy, 1-2 năm sau chú lại có cái thay đổi khác. Khi mà cuộc sống nó có những cái tác động đến cuộc đời của mình để mình lựa chọn, lúc đó mình mới sẽ có cái quyết định đúng nhất. Còn để mà ngồi trên bàn tròn hay là ngồi lại mà ngồi để nói chuyện, để mà nói lý lẽ hay nói đúng sai thì có thể nói nó vô tận, nói nó tùm lum hết. Nhưng mà đúng chuyện khi làm thì mỗi cái nó sẽ mỗi cách khác nhau. Đúng không hai anh? Chị Tường nói hay quá, một tràng pháo tay. Rồi cảm ơn các bạn rất nhiều nha, cảm ơn các bạn. Bây giờ thì Tường có những cái câu hỏi của lá thăm của chương trình dành cho hai bạn này cho vui, để cho mình thư giãn một chút xíu ha. Và mình cũng có cơ hội để mình quen tiếp xúc với nhau, hiểu nhau nhiều hơn. Mời em bóc một lá. Rồi đọc lớn lên nhìn Tường luôn nha. Cô gái tiến tới massage cho chàng trai rồi, hỏi cảm nhận của anh ấy. Rồi, mời em qua sau lưng anh chàng trai ngồi dựa luôn ghế. Hồi nãy làm nghề tóc này là cũng biết gội đầu massage hay lắm nè. Rồi qua bóp da cho ảnh chút xíu đi, rồi cho ảnh cảm nhận coi sao. Mời em. Khóc quá à. Có gì đâu mà khóc, bình thường thôi cưng. Cuộc đời mà nó là như vậy đó. Mình phải vượt qua hết, mình mới cuối cùng mới có hạnh phúc được. Thư giãn em, thư giãn đi em. Thư giãn hưởng thụ đi em ơi. Và hơi sương ha. Thiếu bàn tay người phụ nữ chăm sóc. Hơi sương. Dạ đúng rồi chị. Thầy ông nhắm mắt lại hưởng thụ rồi. Buồn hết cho anh chút đi em, mình thở. Tại vì làm đêm nhiều quá nên người cũng được cho nó mập chứ. Không làm đêm dạ. Rồi, được rồi em gái. Cảm ơn. Cảm nhận như thế nào? Khỏe hẳn ra chưa? Khỏe hẳn ra. Tay nghề của cô chủ rồi, ngon lành không? Dạ, ngon lành, quá ngon lành. À, hợp lý hả? Dạ. Tường có hay đi gọi đầu massage thư giãn đâu gì không? Dạ, cái đó không chứ. Không ha, không có thời gian ha, nó xa xỉ với mình. Thời gian thì không? Có nhưng mà em không có đi. Cho nên bữa nay là chắc lần đầu tiên được massage quá hả? Dạ, đầu tiên luôn chứ. Vậy hả? Dạ. À, thích không, thích không? Dạ, thích. Rồi, cảm ơn em. Đây, tới phiền bạn gái bóc một lá giùm cho chị ha. Đọc lớn lên giùm chị luôn. Hãy nói thật lòng điểm bạn thích nhất là không thích nhất ở người đó đối diện. Mời em, nhìn cô này nãy giờ à, nãy cô massage cho mình rồi đó. Bây giờ nói thật lòng nha. Đây, hãy nói thật lòng điểm bạn thích nhất và không thích nhất ở người đối diện. Thích thì thấy bạn gái dễ thương và hiền lành. Còn không thích thì quê bạn ở xa quá nên em cũng thích. Quan điểm em thích lấy vợ gần nhà. À, là hiện tại cái chỗ ở đó hả? Là người Vũng Tàu, người dạ, dạ, phố đó dạ. Hả? Em thích gần nhà, sau này Tết về mình đi lại cũng vậy nữa. Dạ, người chồng nói cũng dễ hiểu nhau nữa. Thì nhiều khi em băng mà nói, nhưng mà bạn gái nam thì nói như ngôn ngữ nó... Mà em sợ bạn gái không nghe em hay là em không nghe bạn gái? Bạn gái nhiều khi không hiểu. Không hiểu em á hả?
Rồi, rất là thiệt tình, nghĩ sao nói vậy, ok. Hôm nay là một cái duyên, chương trình đã kết nối hai bạn lại với nhau ha. Cũng rất nhiều hồ sơ mình mới gặp nhau ngày hôm nay. Còn mọi thứ thì mình cũng đã trao đổi rồi. Nó không đủ để hiểu hết nhau, nhưng cảm nhận thì mỗi người cũng đã mỗi có. Cái quyền tất cả mọi thứ là do mình thôi. Mình muốn tạo điều kiện cho nhau tìm hiểu thêm thì mình bấm nút, bấm thật mạnh. Còn nếu không đồng ý thì mình có quyền lặng lẽ lấy tay ra. Quyền là ở các bạn nha. Xin mời nhắm mắt lại. 1 2 3 Hết thời gian. Cuộc sống không có điều gì là đúng, không có điều gì là sai. Có thể hôm nay tới đây mình chưa nhận được cái duyên tại đây, nhưng mà khi chương trình này phát sóng lên thì nhiều khi lại một cái duyên nào đó nó đến với mình. Khi rất là nhiều khán giả họ theo dõi chương trình này. Cuộc đời rất là khó nói ha. Giống như chị Tường vậy, chờ mãi mà chưa thấy đó, không biết chừng nào thấy. Nhiều khi tối nay chị đi ra khỏi nhà hàng Trà Cá Đế Vương chị cũng gặp thì sao. Cho nên là em gái vui lên. Chị hiểu những cái giọt nước mắt của em. Đó là cái cảm xúc của một người phụ nữ. Em cũng đã trải qua rất nhiều thăng trầm, những biến cố trong cuộc đời từ khi còn rất là trẻ. Nên chị rất thương và chị tin chắc chắn em sẽ có được hạnh phúc. Không buồn nữa, đứng lên chị Tường ôm cái nha. Rất là đẹp và rất là giỏi. Có một đứa con rồi là tài sản vô giá. Vài năm nữa thôi con lớn là nhờ được. Lúc đó mình thoải mái thư thả. Có chồng hay không có chồng, mọi thứ đều là nhân duyên hết. Rồi, ok, cảm ơn em. Đây, món quà chương trình gửi tặng cho mình để làm đẹp nha. Phần quà dành cho em là bộ son Yurika đến từ Nhật Bản. Với chất son lì không chì, mang nhiều màu sắc trẻ trung, phù hợp với mọi cá tính, sẽ giúp cho bạn tự tin nổi bật trong mọi ánh nhìn. Chị cũng hy vọng là một ngày không xa thì tình duyên cũng sẽ đến với em ha. Thưa quý vị, hôm nay là Tường thì có chút hơi tiếc tiếc một chút, hơi buồn thôi. Và Tường cũng hy vọng rằng là hôm nay nếu mà có những anh chị nào, những bạn nào mà muốn kết nối với hai người tham gia chương trình thì hãy liên hệ với chúng tôi nhé.